vợ chồng Beckham nguy cơ ngồi tù vì cho Harbour 7 lái mô tô nước. Trong khi vợ chồng Beckham đang nhàn nhã ngồi trên du thuyền, thì Harbour 7 điều khiển mô tô nước trên biển dù chưa đủ tuổi sử dụng. Mới đây, Daily Mail tung loạt ảnh độc quyền về chuyến nghỉ dưỡng của gia đình Beckham trên siêu du thuyền 7 trị giá 5 triệu bảng Anh, 142 tỷ đồng ngoài khơi đảo Cape Biscayne, Florida, Mỹ. Gây tranh cãi nhất là bức ảnh Harbour 7 lái mô tô nước chở một cô gái nước trên mặt biển. Trong khi đó, David và Victoria Beckham cùng con trai Romeo đang thưởng thức đồ uống trên du thuyền. Theo cảnh sang ảnh, chiếc mô tô nước đang lao rất nhanh thì bất ngờ lật úp. Vợ chồng Beckham lo lắng nhìn nhân viên cứu hộ giúp đưa hai cô gái trở lại du thuyền. Một phát ngôn viên của Ủy ban Bảo tồn cá và Động vật hoang dã Florida sau đó đã lên án việc vợ chồng Beckham cho phép con gái mới 11 tuổi điều khiển mô tô nước. Việc cố ý cho phép một đứa trẻ chưa đủ tuổi lái mô tô nước trên đường thủy công cộng là rất liều lĩnh. Luật nghiêm cấm hành vi này. Những bãi biển rất đông người chèo thuyền và bơi lội. Sự an toàn của họ là mục tiêu số 1 của chúng tôi. Nếu một trong số các nhân viên của chúng tôi phát hiện ra có dấu hiệu một đứa trẻ chưa đủ tuổi điều khiển mô tô nước, họ sẽ nói chuyện với cha mẹ hoặc người giám hộ nếu họ ở gần đó và biết về hoạt động này, người phát ngôn cho biết. Được biết, luật của Florida quy định cấm bất kỳ ai dưới 14 tuổi điều khiển mô tô nước. Nếu vi phạm thì cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ bị phạt tiền hoặc ngồi tù 12 tháng. Một nguồn tin thân cận với gia đình Beckham tiết lộ mọi chuyện đã được giải quyết. Tình hình đã được kiểm soát rất tốt. David và Victoria đều là những người rất có trách nhiệm. Nguồn tin nói không quên nhấn mạnh Harbour 7 và những người anh của cô bé đều có kinh nghiệm điều khiển mô tô nước do thường xuyên đi nghỉ ở biển. Tháng trước, Harbour cũng được nhìn thấy điều khiển mô tô nước ở France, Riviera, Pháp. Tuy nhiên, thành phố biển không cấm trẻ em sử dụng phương tiện này.